ngày 14 tháng 12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông chạy mô tô đặc chủng dùng chân đạp hai lần vào xe máy nam thanh niên đang chạy, khiến xe máy người này tông vào xe máy khác. Theo đoạn video thể hiện, nam thanh niên đi xe máy tay ga chạy từ vỉa hè xuống đường. Lúc này, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đi xe đặc chủng chạy tới, dùng chân đạp vào phần đầu xe máy. Thanh niên này tiếp tục tăng ga chạy đi, thì cảnh sát giao thông dùng chân đạp trúng cánh tay nam thanh niên đang cầm lái xe máy. Người này sau đó tông trúng một xe máy khác đang đi trên đường. Đoạn video đăng lên mạng xã hội sau đó nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Liên quan đoạn video trên, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông BC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm được sự việc và đang đề nghị chiến sĩ liên quan cũng như lãnh đạo đội làm tương trình, báo cáo sự việc lên lãnh đạo phòng BC08 trong hôm nay, ngày 14 tháng 12 để làm rõ nguyên nhân. Theo vị lãnh đạo, đoạn đường xảy ra sự việc trên là đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh chiến sĩ cảnh sát giao thông trong video thuộc đội cảnh sát giao thông bàn cờ thuộc phòng BC08.